kịch người phụ nữ bị tên hề sát hại ngay trước cửa nhà, bí ẩn 27 năm cuối cùng cũng có lời giải đáp. Vào ngày 26 tháng 5 năm 1990, Marlene Gordon, 40 tuổi, đang dùng bữa sáng với con trai và bạn thì trông thấy một chiếc xe ngoài cửa cùng một tiếng chuông vang lên. Cô chạy ra mở cửa rồi ngỡ ngàng khi trước mặt mình là một chú hề, tay đeo găng cầm hai quả bóng bay và một bông hoa. Nhặt bó hoa từ chú hề, bất ngờ thay, hắn rút súng ra, bắn thẳng vào đầu chị rồi nhanh chóng lái xe đi. Đứa con trai đã vội chạy lại thì thấy mẹ mình nằm trên vũng máu, anh lấy xe đuổi theo nhưng không kịp. Vào thời điểm xảy ra án mạng, chồng nạn nhân là Michael Warren đang tới sòng bạc thì vội vã trở về. Marlon dù được cấp cứu nhưng vẫn qua đời hai ngày sau. Cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe màu trắng bị bỏ lại và một số sợi tóc giả màu cam bên trong. Ban đầu, họ nghi ngờ chồng của nạn nhân là hung thủ. Hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Có lần, nạn nhân từng nói với người thân rằng bà không muốn sống chung với chồng và rất sợ bị giết. Tuy nhiên, cảnh sát đã bác bỏ thông tin Michael là hung thủ. Sự chú ý lại chuyển sang Sheila King, người tình của Michael. Cả hai người lại phủ định mối quan hệ này, dù chồng cũ của Sheila khẳng định vợ mình và Michael có mối quan hệ. Cảnh sát phát hiện Sheila sống cách không xa một cửa hàng bán đồ phục trang, nơi bán lại bóng bay của kẻ giết người. Những nhân viên cửa hàng cho biết có một người phụ nữ đã mua trang phục hề hai ngày trước vụ giết người. Sheila cho biết thời điểm xảy ra án mạng, mình đang bận làm thủ tục nhận mua những chiếc xe bị nhà băng thu hồi. Cuối cùng, lời khai không rõ ràng cùng những chứng cứ không đủ mạnh để kết tội Michael hay Sheila đã khiến vụ án rơi vào bế tắc. Đến năm 2002, cặp tình nhân chính thức kết hôn. Vài năm sau, Michael lại bị tống giam vì hành vi gian lận. Gần 30 năm trôi qua, lời giải cho vụ thảm án này vẫn còn là một điều làm những người dân nơi đây bàn tán không ngừng. Tuy nhiên, vào năm 2014, cảnh sát đã có những phát hiện mới trong vụ án bí ẩn này. Họ đã áp dụng công nghệ xét nghiệm ADN vào những sợi tóc cam được tìm thấy trong xe năm xưa. Các sợi tóc giả đã trùng khớp với những gì tìm được trong căn hộ của Sheila ngay sau vụ án, và cũng trùng với bộ tóc giả mà cô đội trong một sự kiện trước khi vụ án xảy ra. Sheila King lúc này đã 54 tuổi, giờ đây không thể tiếp tục trốn tránh tội ác của mình và bị bắt khi đang lẩn trốn cách nhà nạn nhân hơn 1 km. Ngày 21 tháng 8 năm 2017, Tòa án Tối cao đã tuyên án Sheila King tội giết người cấp độ 1. Hiện tại, vụ án vẫn đang trong quá trình đưa ra phán quyết cuối cùng.